hai nạn nhân bị sát hại ở bưu điện Cầu Voi, Long An năm 2008 và thân phận của tử tù Hồ Duy Hải hơn 12 năm dưới lưới hái của tử thần đang dậy sống từng ngày. Đặc biệt, so phiên giám đốc thẩm mà tranh án tối cao chủ tọa chính là người từng không kháng nghị khi còn ở viện kiểm sát tối cao trước đó. Vì bác kháng nghị của viện kiểm sát tối cao hiện tại là dịp để xác nhận việc không kháng án của ông trước kia là đúng. Bản án bất lường Với vô số sai phạm nghiêm trọng, có thể nói là cố ý của công an điều tra. Thế nhưng giám đốc thẩm 17 người cho là chỉ có sai sót nên nhất trí y án tử hình. Chính sự nhất trí khôi hài để lỗ bịch đó là phải hiểu là phải nằm trong kịch bản. Kịch bản win, 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 tức là thắng, 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 tư pháp thắng, tử tù thắng. Và người dựng kịch bản cũng phải thắng. Thắng cho nền tư pháp và cho các chủ tịch nước. Dù cho quá trình điều tra có sơ sót hoặc là cố tình sơ sót, nhưng không thay, được, không thay đổi được bản chất vụ án. Vì điều tra lại sẽ rất mất nhiều thời gian và tốn kém. Các nhân viên từng điều tra ra vụ án sẽ phải ra tòa. Không những thế, hủy án thì sẽ phải bồi thường như các vụ Nguyễn Thành Trấn, Huỳnh Văn Nén, Bùi Minh Hải, vân vân. Chỉ y án tử hình là rất dễ. Rồi từ tù Hồ Chí Hải sẽ nộp đơn xin Chủ tịch nước giảm án, như đã làm ở vài lần trước. Như thế từ tù tự nhận có tội. Có tội thì giám đốc thẩm thắng. Đã nhất trí đúng, Chủ tịch nước sẽ ân giảm để thể hiện đạo đức của Chủ tịch nước cũng thắng. Thắng của từ tù Hồ Chí Hải từ tù nộp đơn xin ân giảm. Vì áp lực của xã hội, Chủ tịch nước chấp nhận cho giảm án sẽ thoát chết. Cái thắng của thẩm phán Nguyễn Hòa Bình Giải quyết được vụ án khó, uy tín cá nhân cao, hy vọng được chọn vào bộ chính trị khóa tới. Nhưng những oan khuất, ý án tử hình là oan. Vì oan nên 12 năm ròng rã, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù, đã phải lăn lộn khắp nơi để kêu cứu. Tiếng kêu thề thiết đó đụng tới cả cao xanh và thực tế là đang lộng lầy hàng triệu trái tim. Nên tư pháp dù muốn dẹp qua một bên, nhưng đã tuyên bố y án tử hình cho xong chuyện. Cũng không thể. Án oan khuất thì đương nhiên gây án, nhưng bà Nguyễn Thị Loan chỉ kêu cứu giải oan, xã hội chứng kiến nhiều tình tiết bị oan khuất, nên cầm phẫn. Nên tư pháp dưới con mắt của người dân trở thành trò hề, đảng lãnh đạo toàn diện, đương nhiên không thể vô can phải chỉ thị quốc hội giải quyết để tránh tác hại về mặt chính trị. Dù thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình mong muốn chứng tỏ uy tín cá nhân giải quyết được một vụ án khó đã kéo dài hàng chục năm. Nhưng không ngờ phải đối đầu với phản ứng dữ dội của xã hội, đang đảo ngược tất cả. Y án tử hình bất chấp việc điều tra bị sai sót nghiêm trọng đã mở mắt cho xã hội về cái gọi là Tòa án Nhân dân Việt Nam. Còn hơn thế nữa, Điều mà kịch bản không thể lường trước đó là chính bà Nguyễn Thị Loan hôm 14 tháng 5 vô thăm thử tổ Hồ Duy Hải gặp lại nhiều lần để Hồ, để Hồ Duy Hải nghe rõ là không ký bất cứ giấy tờ nào cho công an đưa, không làm đơn giảm án. Vì là án hình sự nên báo chí mới có cơ hội điều tra riêng, cung cấp nhiều chứng cứ mới để xã hội biết thêm về nhiều góc khuất. Mà còn như thế, huống chi là các vụ xử các người yêu nước bị ghép là tội phản động. Sự thật đầy an khuất nêu ra bản chất rõ ràng của Phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ cũng cố bảo chứa, cho rằng nhiều thông tin truyền thông bẩn làm ảnh hưởng đến chính trị và nền tư pháp. Như vậy, chính sự bào chữa của ông Trí Tuệ đã công khai cho biết bản án hình sự biến thành bản án chính trị. Vì thế, nền tư pháp toàn, thẩm phán tối cao toàn, riêng cá nhân của ông Nguyễn Hòa Bình không những toàn mà còn cơ nghiệp của gia đình chắc chắn cũng toàn luôn. Còn ví dụ nếu không toàn thì sao? Thưa thì đảng sẽ đang đổ trách nhiệm đổ lên hàng triệu người dân đòi sự tôn trọng sự thật. Đã dự án một cách bất chấp lương trì, vô phương bảo chữa. Đừng để bị rắt mũi trong kỳ án Hồ Di Hải. Câu hỏi mà chúng tôi muốn nêu ra đầu tiên đó là vì sao bị can Hồ Duy Hải lại nhận tội xin giảm án, không kêu an. Hồ Duy Hải phủ nhận liên quan tới vụ án mạng ngay trong bản khai đầu tiên, sau đó thì nhận tội tại phiên tòa. Hải kêu an. Thông tin thêm, Hồ Duy Hải đã bị bắt sau hơn 2 tháng xảy ra án mạng. Từ đó tới khi diễn ra phiên sơ thẩm, gia đình Hải không hề biết Hải phạm tội gì, không được gặp và trao đổi vân vân. Tại tòa sơ thẩm, Hải kêu an, họ mới được tá hòa Sau đó tìm gặp được các luật sư cầu cứu oan sai với các cơ quan hữu trách. Câu hỏi thứ hai là gì ruột tên rưỡi của Hải có đưa xe Dream cho Hải mượn đêm gây án hay không? Bà rưỡi không. Sáng hôm sau, bà vẫn dùng xe Dream đi chợ. Tới giờ, họ chỉ biết Hải hay sử dụng Dream lùn của Ziland. không dùng Dream cao của dì rưỡi, tức là xe Trung Quốc. Câu hỏi thứ ba là nhân chứng thường gặp, có gặp và xác nhận Hồ Chí Hải hay không? Câu trả lời ngay lập tức đó là không. Anh Nhường không quen biết, không xác nhận đó là Hải, chỉ thấy ở bưu điện một chiếc xe Dream cao, trong đó có một thanh niên ngồi. Thứ tư đó là những câu hỏi. Động cơ gây án là gì? Động cơ cướp tài sản đã được loại trừ. Vì thủ phạm, vì quan hệ tình dục không thành mà giết hai mạng người. Coi các hình ảnh hiện trường thương tích trên cơ thể nạn nhân hoàn toàn có thể nghi vấn đây là một vụ đòn thù, cuồng ghen, oán hận. Nạn nhân bị cắt cổ dứt khoát, bị nhiều vết cắn ở mặt, vân vân và vân vân. Hải chưa hay là không có quan hệ gì sâu đậm với nạn nhân có thể nào là gây ra chuỗi hành động cuồng điên và tàn độc như vậy? Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Mì Sòn có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Ai mới là động cơ đủ lớn, cuồng ghen, thù hận để gây ra, để có thể ra tay tàn độc, hủy hoại cơ thể, dung mạo của nạn nhân? Chuyện vẫn còn dài. Hãy suy đoán vô tội và chờ đợi vụ án được giả soát công tâm khách quan, minh bạch, không làm on sai cho người vô tội hạn chế bỏ lọt tội phạm. Những dấu vân tay, cái dao, cái thớt tại hiện trường đều đã bị tiêu hủy. Rồi khi mà chúng không thể làm giả lại dấu vân tay thì chúng liền nói rằng Hồ Duy Hải đã xóa hết các dấu vết vân tay của mình. Còn cái ghế, cái thớt, cái dao thì được mua ở ngoài chợ đem vào để xét xử vụ án. Thử hỏi rằng tính công tâm đang ở đâu? Trên mạng cộng đồng mạng vừa qua đã đăng tải một bài viết của luật sư Đạt, người bào chữa cho Hồ Duy Hải ở phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Bài viết có tiêu đề Luật sư ơi cứu con đã đăng tải trên báo Đất Việt, báo An Giang. Vào khoảng năm 2012, hiện tại đường link đã bị xóa, nhưng vẫn còn lưu giữ trên dẫn luật online. Chỉ xin trích ra những đoạn chính trong bài viết của luật sư Nguyễn Văn Đạt hai lần đầu gặp trong trại giam của công an tỉnh long an dù cho tôi đã thuyết phục thậm chí là có khi còn như năn nỉ hải chỉ lặng cầm không nói một lời mắt luôn hướng về hai chiến sĩ đang giám sát sự tiếp xúc của luật sư với bị can đầy lo sợ lẽ thường bị can sẽ phải tranh thủ thời gian gặp ngắn ngủi để trình bày sự thật hoặc là thanh minh với hy vọng luật sư sẽ giúp mình vô tội hay là giảm nhẹ tội nhưng ở đây chỉ thấy sự lặng im tôi đã có trở lại lần thứ ba để gặp hải động viên giải thích thuyết phục mãi thậm chí có lúc là dọa cháu không nói ra chị sẽ bị xử tử hình mà không ai cứu được hải mới nói mấy câu con không giết người con không làm gì cả oan con lắm luật sư ơi cứu con rồi đột nhiên mặt hải nhằm nhúng lại như là phải chịu cơn đau đớn tột cùng vì một tác động từ đâu đó. Nhiều lần gặp Hải trong trại giam, sau đó đều tương tự như thế. Những lời kể lo mõm, nhỏ giọt, ánh mắt thất thần, hãi hùng. Lo sợ cho tôi, cảm thấy dường như là Hải không dám nói ra sự thật vì sự đe dọa nào đó. Tôi chuẩn bị thật kỹ cho hồ sơ ngày xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 11 năm 2008. Nhưng điều lạ ở đây là dù gia đình bị cáo Hải đã nhờ tôi làm luật sư bào chữa. Nhưng tại tòa vẫn có thêm một luật sư chỉ định bào chữa cho Hải, đó là luật sư Võ Thành Quyết. Dù đây chỉ là việc vi phạm tố tụng, nhưng tôi thầm nghĩ dù sao đồng nghiệp hỗ trợ vẫn hơn và yên tâm trình bày bào chữa trong đó có nêu ra 41 chi tiết sai phạm trong quá trình điều tra. Đại diện Viện Kiểm sát hôm đó không tranh luận mà chỉ đọc lại bản cáo trạng. Đồng thời cũng thừa nhận có nhiều điểm sai sót, nhưng không thể làm lại nữa vì đây là án điểm. Thời gian kéo dài lâu, dư luận bức xúc. Điều lạ là thật là lạ. Luật sư đồng nghiệp được chỉ định vào bảo chữa cho Hải, chẳng những không bảo chữa mà còn mau mắn nhận tội thay cho thân chủ, và chỉ cầu mong được giảm án tử hình, xuống còn trung thân, trong khi chính bị cáo lại kêu oan tại tòa giờ giải lao trước khi tranh luận tôi có trao đổi với luật sư quyết những nội dung mâu thuẫn sai sót vi phạm thì bất ngờ vị này thốt ra ông nói được gì thì nói ở đây tôi bị kẹt chưa hết sau phần trình bày của tôi luật sư đồng nghiệp còn buộc tội thân chủ khi cho rằng dấu vân tay của bị cáo không trùng với dấu vân tay thu được tại hiện trường thì bỏ không sử dụng chứ đâu có gì rồi hội đồng xét xử cũng bỏ qua những sai phạm điều tra, truy tố để tuyên tử hình cho bị cáo. Đến khi xét xử phúc thẩm cũng thế, dù thừa nhận có nhiều điểm sai sót thiếu sót của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng vẫn kết án tử hình cho Hồ Hải. Luật sư Nguyễn Văn Đạt Đọc qua các đoạn trên đủ điều kiện để kết luận, Hải đã bị bức cùng là luật sư Võ Thành Quyết, chính là kẻ đã tiếp tay với phe cánh hung thủ, cố tình đổ tội giết người cho Hải khi đã giết chết hai cô gái ở vụ án cầu voi. Ngay sau hôm 8 tháng 5 năm 2020, khi nghe tòa án nhân dân tối cao tuyên bố bác đơn kháng nghị, dư luận trong và ngoài nước, nhiều đại biểu quốc hội tỏ ra bất bình và phải lên tiếng phản đối. Đắt trả những phản đối này chính là tay phó tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ. Khi Nguyễn Trí Tuệ ra thức bảo vệ cho quyết định của hội đồng thẩm phán, rồi to tiếng đổ lỗi, đổ thừa cho các thế lực thù địch đã lợi dụng thời cơ sách động quần chúng. Cũng như các đại biểu quốc hội do bị mua chuộc nên chỉ biết nghe theo truyền thông bẩn, rồi quay ra công kích, chống phá hệ thống tư pháp. Lần này thì Nguyễn Trí Tuệ quả thật đã thành ra trí tuệ mất rồi. Nói gì cũng phải có bằng chứng, thế lực thù địch ở đâu là ai. Tổ chức nào họ đã liên hệ hay mua chuộc các đại biểu quốc hội. Người dân như thế nào? Cứ mỗi lần làm sai là bị chỉ trích, vội vàng chụp mũ, vu khống, đổ lỗi cho các thế lực thù địch đã trở thành bản chất của bài đàn Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai còn lấy làm lạ nữa? Phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ không quên bành vực tranh án Nguyễn Hòa Bình rằng Nguyễn Hòa Bình có thể tham gia nhiều lần vào bất cứ vai trò nào trong một vụ án viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao hay tranh án tòa án nhân dân tối cao đều không có gì là phạm luật không hiểu lề trí tuệ học luật ở đại học nào mà không biết điều luật xung đột lợi ích tiếng bình dân vừa đá bóng vừa thổi còi khi xét xử thế thì làm sao đảm bảo được tính khách quan công tâm hả trí tuệ phụ họa với nguyễn trí tuệ có nguyễn minh tâm hay tả tâm Đại tá Giám đốc Học viện Công an Nhân dân cũng nhai nhái lại luận điệu cũ rích cho rằng những người phản đối quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao là bị đặt xuyên tạc, nói xấu chế độ của thế lực phản động trong và ngoài nước. Phiên bản vật chứng, nhân chứng lẫn nghi phạm trong quá trình điều tra bị sửa đổi một cách ẩu tả. Không tôn trọng các chứng cứ rành rành mà một mẫu chốt của vụ án mà cứ nhắm mắt tuyên án thì tất cả các câu nói trên nói lên việc rằng là việc bầy hầy, lươn lẹo, lưu manh của hệ thống tư pháp Cộng sản Việt Nam. Cần gì phải bôi đen thêm cho tốn mực hả tà tâm? Chưa hết, cũng có những tên luật sư lên tiếng. Hại hèn, không gây án mà lại nhận tội. Loại hèn này không đáng bách vực. Nói cho sướng miệng, vào nhà giam ban đêm thì cũng chân, ban ngày thì bị phó quản giáo tra tấn dã man cứ treo ngược bị can xuống rồi dùng tra tấn, nện hoặc là dội vào mồm, chết đi sống lại thì ai còn dám không chịu nhận cùng hay không. Riêng cái đám báo chí nhà sàn, bọn VTV vua tin vịt cứ gào, mẹ Hồ Chí Hải yêu con mù quáng, quá trình điều tra xét xử hoàn toàn đúng luật pháp. Điều tra lừa mạnh như vậy mà còn gọi là đúng hả? Đơn cử như là lời khai của nhân chứng Đình Vũ Thường là cơ quan điều tra ghi vào biên bản. Anh Thường đã nhìn thấy Hồ Duy Hải tại đô điện hôm xảy ra án mạng lúc 19 giờ 30 phút, trong khi anh Thường khẳng định mình chỉ nhìn thấy một thanh niên không thể nhận dạng. Điều đó chứng tỏ cơ quan điều tra đã bịa đặt ra mọi tình tiết để đổ cái án tử lên đầu của Hồ Duy Hải, che giấu cho hung thủ tự do ngoài vòng pháp luật. Chỉ có bọn họ mất nhân tính mới đi cổ vũ cho 17 cánh tay đổ vết giết lên người này. Kết luận như sau, ngày càng thêm nhiều thông tin, hình ảnh quan trọng vốn được giấu biệt tài biệt tích nay lại là rò rỉ ra. Như thủ phạm giết thuận tay trái, trong khi Hồ Chí Hải thì lại thuận tay phải, là một trong những vụ oan sai. Song song đó, bàn dân luận lại có dịp bàn tán xôn xao, các đồng chí đang âm mưu, giành nhau chiếc ghế trước thềm đại hội đảng lần thứ 13 đây mà dậu đổ bình leo cái gia sản khủng của ông Nguyễn Hòa Bình và mối quan hệ bất chính với con dâu không khéo làm tiêu ma sự nghiệp của ông. Ừ nhỉ, tiêu hết mẹ nó đi cho dần nhờ. Có khi cửa tù mở cho hồ duy hải rồi lại đón bình vào cũng có thể xảy ra.